Xin chào anh chị, thì Bảo đang trên chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 2023. Hiện tại cái xe Bảo sẽ chuẩn bị trải nghiệm đây là phiên bản 2.0. Thì anh chị cùng Bảo xem là trải nghiệm trên cái mẫu 2.0 này có trang bị những gì và những tính năng nào hay, Bảo sẽ giới thiệu cho anh chị trong lúc chúng ta trên đường di chuyển sẽ ra sao. Rồi, không mất thời gian của anh chị nữa, chúng ta cùng trải nghiệm cái mẫu xe Hyundai Elantra này ha. Thì đầu tiên nè, xe của chúng ta là xe sẽ được sử dụng nút bấm khởi động startup ha. Thì chúng ta sẽ khởi động bằng chìa khóa thông minh. Thì chỉ cần chúng ta cầm chiếc chìa khóa thông minh này vào bên trong xe thì chúng ta có thể là khởi động chiếc xe lên. Đó, thì lúc này xe chúng ta được khởi động, Bảo sẽ bắt đầu di chuyển cho anh chị mình cùng xem. Ok anh chị, thì hiện tại xe chúng ta đang là xe số tự động, cho nên là để mà chúng ta vào số á, thì đầu tiên á, di chuyển á, chúng ta đã đạp chân thắng trước và chúng ta bấm vào vị trí cần số và tới chúng ta vào số D thì xe sẽ bắt đầu di chuyển. Thì nhiều anh chị mà chúng ta nói á, khi mà chúng ta chạy xe mà số tự động á sẽ sợ lộn chân ga, nhưng thật sự không có anh chị, nên anh chị cứ yên tâm mà chúng ta chạy ha. Đây, thì khi mà chúng ta chạy số tự động như thế này nè, nếu mà chúng ta không có đạp chân ga nè, em buông chân ga nè, thì xe sẽ chạy từ từ. Còn nếu mà chúng ta muốn chạy nhanh á, thì chúng ta sẽ tác động trực tiếp vào chân ga, thì lúc này xe sẽ bắt đầu chạy tăng tốc và nhanh hơn. Cho nên là anh chị cứ yên tâm mà chúng ta sử dụng số tự động thì nó sẽ thoải mái hơn và dễ dàng di chuyển hơn. Đó, lúc lên cầu như thế này chúng ta sẽ không cần chạy trả số gì hết. Đó, số tự động thì anh chị cũng không cần lo về vấn đề mà chúng ta chạy xe và bị tắt máy. Đó, trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ hỗ trợ những cái như thế nào thì em sẽ cho anh chị mình cùng xem ha. Thì đầu tiên nè, xe chúng ta sẽ có hỗ trợ cái vị trí bản đồ bằng tiếng Việt và miễn phí, không cần dùng đến mạng 3G hay 4G gì hết. Đó, anh chị sử dụng miễn phí hoàn toàn. Đây là một cái bản đồ dành riêng cho những dòng xe của Hyundai. Đó, thì khi mà anh chị trên bản đồ này có những cái tính năng nào hay, em sẽ hỗ cho anh chị mình cùng quan sát và thấy. Thì đầu tiên nè, thì ví dụ trên cái góc bên trái này anh chị thấy không, có vị trí cảnh báo tốc độ, thì cái khung đường này sẽ báo cho anh chị biết được cái khung đường chúng ta di chuyển sẽ được tốc độ tối đa là 50 km/h. Đó, thì lúc này em chạy với tốc độ là 24 km/h thì sẽ đúng theo cái tốc độ của giao thông con đường này cho phép, cho nên là sẽ đảm bảo giúp anh chị, nhắc nhở anh chị là khi chúng ta di chuyển trên đường sẽ kiểm soát được cái tốc độ mình đi. Ngoài ra thì cái bản đồ này sẽ tìm được cái độ trình địa điểm mà chúng ta muốn đến và chỉ đường sẽ bằng tiếng Việt luôn nha anh chị, có giọng nói. Đó, quay đầu xe sang trái. Đó, em thử vừa thao tác tìm cái vị trí đường cho anh chị mình tham khảo thử. Đó, thì lúc này thì xe sẽ chỉ đường cho mình đi, chạy rẽ trái hay rẽ phải để cho anh chị mình dễ dàng mà chúng ta đi đến cái điểm mình mong muốn. Quay đầu xe sang trái. Bây giờ em thử định vị cái vị trí Hyundai ở Cao Lãnh ha. Tiếp tục lái xe 19 km. Đó, thì anh chị thấy không, trên đường nè chúng ta sẽ có hỗ trợ cái vị trí mà đường đi nè. Đó, cái đường màu xanh này nè, có bản đồ định vị cho anh chị mình đi. Thì tới khung đường nào nếu chúng ta muốn rẽ trái rẽ phải sẽ báo cái thông tin cho chúng ta biết, giúp chúng ta di chuyển một cách là dễ dàng hơn. Tiếp theo, ngoài việc mà có cái hỗ trợ bản đồ thì xe sẽ có hỗ trợ là cam ở vị trí phía sau. Nếu anh chị mình chúng ta đang lái xe và chúng ta có thể là bật cái vị trí cam phía sau, chúng ta quan sát được cái xe phía sau luôn. Đó, thì là phiên bản mới của dòng Elantra thì chúng ta mới được trang bị ha. Chúng ta có thể quan sát cái vị trí cam phía cái vị trí phía sau xe nè. Chúng ta vừa di chuyển mà chúng ta có thể bật vị trí cam phía sau cho anh chị mình quan sát. Ngoài ra thì xe sẽ có hỗ trợ thêm một số tính năng cho anh chị mình. Ngoài cái việc mà hỗ trợ là có sạc không dây cho anh chị nè. Đó, ngoài ra thì sạc không dây này thì chỉ những dòng điện thoại có tính năng hỗ trợ sạc không dây thì chúng ta mới có sạc không dây nha anh chị, chứ không phải là tất cả điện thoại đều mới sạc không dây được. Chỉ có điện thoại nào có tính năng sạc không dây thì chúng ta mới sử dụng cái tính năng sạc không dây này được ha, anh chị mình lưu ý. Ngoài ra thì xe sẽ có thêm một cái ở phiên bản 2.0 thì anh chị sẽ có thêm cái vị trí cảm biến trước. Đó, thì cái vị trí cảm biến trước này á, thì chúng ta có thể bật tắt được ha. Đó, nếu mà anh chị đi vào những cái khung đường đông ở thành phố mà xe nó khích nhau á, liền kề với nhau, thì anh chị có thể bật tắt cái tính năng cảm biến trước này để không có làm ảnh hưởng đến chị. Đó, hoặc là nếu chúng ta bật thì chúng ta lùi vào vị trí nào đó để chúng ta có biết cái vị trí phía trước có mặt cản để chúng ta chú ý hơn.
Tiếp theo thì xe của chúng ta sẽ có những cái tính năng hỗ trợ khác khi chúng ta lái xe, đó chính là hỗ trợ cho anh chị mình cái tính năng Cruise Control. Ví dụ như khung đường này hiện tại đang cho phép chạy 50 km/h và em đang chạy với tốc độ là 37 km/h, và lúc này em muốn bật cái tính năng Cruise Control, em sẽ bấm vào đây và bấm vào vị trí set trừ, thì lúc này xe sẽ giữ đúng luôn tốc độ là 40 km/h, thì em sẽ không cần đặt chân ga chân thắng nữa, em đã buông vào vị trí chân ga cho anh chị mình thấy ha. Đó, thì lúc này xe sẽ vẫn giữ nguyên cái tốc độ mình mong muốn, đó là set từ cái vị trí là tốc độ là 40 km/h. Thì cái tính năng này sẽ giúp hỗ trợ anh chị để chúng ta kiểm soát được cái tốc độ, những cái khung đường nào mà có giao thông thường xuyên có tốc độ, để chúng ta không bị quá tốc độ và bị phạt tiền ha anh chị. Đó, cho nên cái tính năng Cruise Control này phù hợp cho những anh chị nào chúng ta đi những khung đường thường xuyên có cảnh sát giao thông là một. Thứ hai là lên vị trí cầu cao tốc rồi đó, chúng ta sẽ giữ đúng được tốc độ mà không bị phạt ha. Một cái tính năng hỗ trợ rất là hay. Tiếp theo thì trên cái mặt đồng hồ tốc lô nè, sẽ sử dụng cái mặt đồng hồ điện tử digital. Thì cái mặt đồng hồ này anh chị, chúng ta khi mà chúng ta đổi cái chế độ lái, tổng cộng xe sẽ có 3 chế độ lái. Mỗi chế độ lái sẽ nó sẽ hỗ trợ vào cái việc tăng tốc và khác nhau, và chế độ tiết kiệm nhiên liệu khác nhau. Cho nên là khi mà anh chị chuyển chế độ lái trên cái giao diện mặt đồng hồ tốc lô, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ là đổi cái màu giao diện khác nhau. Thì cái như thế này sẽ giúp anh chị mình chúng ta khi chúng ta di chuyển chạy trên đường á, sẽ tùy theo cái chúng ta muốn tăng tốc thì chúng ta sẽ chọn chế độ sport để chúng ta có thể đạp tác động vào chân ga nhanh hơn, giúp xe vượt tăng tốc bốc hơn. Đó, tùy theo cái mỗi cái chế độ mà chúng ta sử dụng riêng biệt ha. Còn nếu anh chị mà chúng ta đi trên đường phố nè, chúng ta có thể là chọn chế độ eco để chúng ta tiết kiệm cái phần nhiên liệu đi lại. Đó. Thì mỗi chế độ nó sẽ có những cái tính năng và hỗ trợ tác động vào động cơ khác nhau. Đó, nên chị mình tùy theo khung đường chúng ta di chuyển và chúng ta lựa chọn một khung đường phù hợp ha anh chị. Ngoài ra thì xe sẽ hỗ trợ thêm một số cái tính năng cho anh chị mình được khi chúng ta chạy á. Đây, để từ từ em qua mặt xe này trước đi. Đó, ngoài ra thì xe sẽ được trên vô lăng nè, sẽ tích hợp thêm những cái hỗ trợ nhỏ cho anh chị mình. Ví dụ như là chúng ta có thể khi mà chúng ta xe đã kết nối tính năng Apple CarPlay đó, chúng ta có thể sử dụng thao tác trực tiếp bằng giọng nói trên cái vô lăng, hoặc là anh chị có thể nghe cuộc gọi và tắt cuộc gọi trực tiếp trên vô lăng khi có cuộc gọi đến ha. Khi đã chúng ta xe chúng ta đã kết nối được cái vị trí Bluetooth của xe. Trên xe này nè, ở phiên bản 2.0 này chúng ta sẽ có hỗ trợ thêm cái vị trí làm mát ghế và sửa ghế nè anh chị. Đó, thì bây giờ thử em làm mát ghế ở hai vị trí bên phụ và bên tài ha. Đây, hai bên chỉ có được trang bị hai bên thôi nha anh chị. Đó, khi mà chúng ta làm mát ghế như thế này nè, thì sẽ có một cái hơi làm mát á, nó sẽ phà vào vị trí ghế giúp chúng ta ngồi nó cảm giác nó thoải mái hơn khi chúng ta di chuyển ha. Và chúng ta nếu mà anh chị đi vào thời tiết mà trời lạnh á, thì chúng ta cần cái vị trí mà làm nóng ghế, thì chúng ta sẽ chỉnh qua chế độ sửa ghế ha. Tùy theo anh chị nào chúng ta muốn điều chỉnh như thế nào, nó sẽ có những tùy theo cấp độ khác nhau. Xe của chúng ta sẽ có hỗ trợ chế độ bán tự động nữa nha anh chị. Nếu mà anh chị nào chúng ta đang chạy tự động như thế này, mà chúng ta nếu mà đi những cái khung đường như là đèo nè, đèo dốc nè, ở chúng ta muốn cần lên dốc và chúng ta sẽ chuyển sang chế độ bán tự động để giúp anh chị chúng ta sẽ lên dốc được tốt hơn. Em sẽ hình dung cho anh chị như thế này, xe bán tự động như là một chiếc xe mà chúng ta chạy xe số, xe Honda chúng ta bình thường đó, xe máy chúng ta bình thường mà chạy xe số vậy đó. Thì khi mà anh chị muốn mà lên một cái dốc hay là muốn tăng tốc gì đó, thì chúng ta sẽ bắt chớn từ vị trí số thấp đó để anh chị lên dốc, đúng không? Đó, thì cái xe Hyundai Elantra này có chế độ bán tự động cũng như vậy, cũng tương tự như vậy. Khi anh chị muốn mà chúng ta lên dốc cao gì đó, chúng ta sẽ về số thấp thì chiếc xe sẽ lên mượt mà hơn đó. Còn đối với còn số tự động bình thường nè, thì chúng ta như là chiếc xe tay ga của chúng ta đang chạy, khi chúng ta muốn hiện ra chỉ cần đạp cái ga nhiều thì chúng ta sẽ đạp nhanh hơn. Đó, thì nó tương tự bán tự động, nó sẽ em giải thích đơn giản như vậy cho anh chị dễ chúng ta hình dung đó về vấn đề xe số bán tự động và số tự động như thế nào. Thì cái phần điều hòa nè, chúng ta sẽ có điều chỉnh được hai cái vùng độc lập luôn. Em sẽ giới thiệu cho anh chị như thế nào hai vùng độc lập là sao.
Thì khi mà chúng ta điều chỉnh bật qua chế độ hai vùng độc lập SINC này đó, thì anh chị sẽ điều chỉnh được cái hai vùng lạnh khác nhau. Hiện tại bên vị trí này, nếu em điều chỉnh cái vị trí lạnh sẽ là 18 độ C, và em muốn điều chỉnh bên đây sẽ là 20 độ C, thì nó sẽ hai vùng riêng biệt để giúp cho những người, ví dụ như chúng ta di chuyển các anh chị, một người bên đây thì họ muốn lạnh nhiều, và một người bên đây thì họ cảm giác quá lạnh rồi, chúng ta muốn giảm độ C, thì có thể là hai vùng nó riêng biệt giúp cho cái người trong xe mà chúng ta sẽ có những cái cảm giác được gọi là thoải mái nhất ha. Đó anh chị, là sẽ có hỗ trợ thêm cái tính năng là auto hold. Khi mà anh chị bật auto hold này, chúng ta mặc dù xe dẫn số D nhưng vẫn không chạy tới, thì khi anh chị đạp vào chân ga nè, như nè đó, thì xe mới chạy tới được. Đó, tính năng auto hold trên dòng xe Hyundai Elantra 2.0 sẽ hỗ trợ anh chị khi chúng ta dừng đèn đỏ thời điểm lâu, chúng ta không cần về số B để xe vẫn có thể đứng im được. Đó, cái tính năng của auto hold là như vậy đó anh chị. Ok, tiếp theo là em sẽ cho anh chị mình thấy á, là cái mẫu xe này sẽ được hỗ trợ thêm một số cái tính năng rất là hiện đại. Ví dụ như ở vị trí cần gặp mưa này sẽ có chế độ là auto. Khi mà anh chị auto là như thế nào? Khi mà chúng ta bật sang chế độ auto này, tự động này, thì nếu mà trời đang mưa nè, có những nhiễu, những cái giọt nước á, xuống á, thì sẽ có cái vị trí cảm biến, nó sẽ nhận được ha, cái vị trí cảm biến ở đây khúc này. Đó, nó sẽ nhận được cái là xe đang có nước á, cái lượng nước như vậy đó, thì nó sẽ tự động gạt cái vị trí kính cho chúng ta để chúng ta dễ dàng di chuyển mà chúng ta quan sát ha. Còn nếu mà anh chị nào mà chúng ta mưa á, cái lượng nước á, nó nhiều hơn, thì chúng ta có thể điều chỉnh cái tốc độ nó nhanh hay chậm đó. Thì chế độ auto này rất là hay, sẽ hỗ trợ anh chị khi mà chúng ta bật như vậy á, thì chúng ta sẽ không cần phải điều chỉnh cái gạt mưa nó phù hợp. Thì tại vì mưa càng nhiều thì tự động gạt mưa nó sẽ tự động nhanh, nên là một cái tính năng tuy là nhỏ nhưng sẽ hỗ trợ anh chị rất nhiều. Ngoài ra thì sẽ hỗ trợ thêm cái tính năng bên trái của em á, thì sẽ hỗ trợ tính năng là đèn tự động. Có nghĩa là như thế nào? Khi mà anh chị chúng ta di chuyển trên đường mà trời mà tối, hoặc là chúng ta di chuyển vào đường hầm đó, thì tự động sẽ có cái vị trí cảm biến đèn, nó sẽ nhận được cái độ tối của cái độ tối á, thì nó sẽ đủ. Nếu mà đủ á, thì tự động cái đèn chúng ta sẽ tự bật lên, đèn cốt pha, đèn cốt sẽ tự động bật lên ha. Cho nên là hỗ trợ anh chị khi chúng ta bật chế độ auto này. Nếu mà anh chị có học luật giao thông rồi, anh chị mình cũng biết cái vấn đề mà khi mà chúng ta đi vào đường hầm á, không có bật đèn thì sẽ đồng nghĩa việc là anh chị đang vi phạm luật giao thông đó. Thì chế độ auto này sẽ giúp cho anh chị khi chúng ta đi vào đường hầm và chúng ta bật chế độ sẵn auto này rồi, khi vừa bước vào đường hầm, cái độ tối nó quá tối thì sẽ tự động bật đèn lên cho anh chị đó, giúp ích cho anh chị rất là nhiều khi chúng ta di chuyển trên đường mà chưa có vấn đề là cái luật giao thông chúng ta chưa có nắm rõ nhiều á, thì sẽ hỗ trợ cho anh chị ở một cái hai cái tính năng tuy là nhỏ nhưng sẽ hỗ trợ anh chị rất nhiều khi chúng ta di chuyển trên đường. Về phần di chuyển xe trên đường thì em cảm giác chiếc xe khi chúng ta chạy á, nó rất là bốc đó, thì nó sẽ có độ bốc cao hơn so với những chiếc xe ở phiên bản trước. Tại sao? Hiện tại cái mẫu xe này em sẽ thêm số thông tin cho anh chị được biết là cái mẫu xe mới này nè, Elantra phiên bản 2.0 mới này nè, có hỗ trợ điều chỉnh một chút xíu về phần động cơ đó, cho nên là cái độ bốc và độ nhạy khi chúng ta đạp vào chân ga của mẫu xe mới này so với cái mẫu cũ á, nó rất là cao đó. Ngoài ra là chiếc xe này sẽ được tăng thêm về chiều dài và chiều rộng của chiếc xe, giúp chúng xe cảm giác là nó thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và có nhiều góc cạnh hơn, để anh chị mình cảm thấy là chiếc xe này như là một chiếc xe hiện đại thể thao đó. Ngoài ra thì xe sẽ hỗ trợ thêm một số cái tính năng an toàn khác cho anh chị mình. Ngoài ra xe có vị trí cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hả anh chị? Rồi bây giờ nè, em sẽ thử cái test cái camera lùi cho anh chị mình xem như thế nào, để anh chị mình được nắm và hiểu rõ ha. Đây, từ từ để em tắp vào vị trí này đi, để cho anh chị mình coi cái camera lùi nó sẽ hoạt động như thế nào. Ok, thì nếu mà chúng ta xe chúng ta như thế này, mà anh chị vào số R đi, số lùi, thì xe sẽ đầu tiên sẽ bật vị trí camera lên. Đó, thứ hai là anh chị sẽ hỗ trợ đánh góc lái cho anh chị mình luôn khi chúng ta lùi xe hay như thế nào đó.
thì sẽ có đánh cái vị trí gốc lái cho anh chị mình theo cái hướng nè. À, anh chị thấy không? Như vậy đó, sẽ hỗ trợ anh chị chúng ta khi chúng ta lùi xe nó sẽ an toàn hơn và sẽ không có bị va chạm ha. Thì chúng ta lùi như thế này, nếu mà có vị trí vật cản nào nữa thì tự động xe sẽ báo lên tín hiệu cho anh chị mình biết nữa ha. Đó, khi mà chúng ta vị trí ca lùi nó sẽ như vậy. Rồi bây giờ em tiếp tục chạy, anh chị thấy không, mà khi chúng ta chạy số tự động nè, nó khỏe lắm. Anh chị di chuyển trên đường không có cần lo về vấn đề cần số vô số 1, số 2, số 3, số 4 gì hết, mà anh chị chỉ cần tập trung chúng ta chạy thôi. À, còn cái tay còn lại thì chúng ta có thể để lên bệ thì tay rất là thoải mái đó. Nên anh chị mình khi mà chúng ta mua một chiếc xe mà chúng ta cân nhắc về vấn đề mua số tự động hay số sàn, thì em nghĩ anh chị là nên mua một chiếc xe số tự động để phục vụ gia đình mình về lâu dài nó sẽ ok hơn. Còn nếu anh chị nào mà thích cái cảm giác mà lái nhiều hơn các cảm giác tăng tốc bứt tốc mạnh mẽ, thì chúng ta chọn số sàn cũng là một sự lựa chọn cũng rất là hợp lý, tùy theo cái nhu cầu và sở thích của anh chị để chúng ta lựa chọn một chiếc xe nó phù hợp ha anh chị. Rồi ok, đó là những cái trải nghiệm mà ngắn của em khi chúng ta di chuyển trên đường về đối với mẫu xe Hyundai Elantra phiên bản 2.0 này, thì anh chị cảm giác như thế nào về mẫu xe? Những anh chị nào chúng ta đã sử dụng mẫu xe này có thể bình luận và đánh giá bên dưới để những anh chị khác chúng ta chưa mua xe, để anh chị mình có thể là tham khảo và để anh chị mình có thể là biết được cảm nhận cái mẫu xe này nó tốt như thế nào ha. Ngoài ra thì những anh chị nào chúng ta ăn hộ khẩu ở Đồng Tháp hoặc các khu vực miền Tây xung quanh, thì Bảo sẽ có thể hỗ trợ anh chị lái thử cái mẫu xe này thực tế trên đường để cho anh chị mình có thể cảm nhận ha. Thì trước khi mà anh chị muốn tham khảo và lái thử mẫu xe, vui lòng anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Bảo. Bảo sẽ báo giá và hẹn lịch cho anh chị mình để anh chị mình có thể lái thử đúng cái mẫu xe mình đang cần. Ngoài ra thì những anh chị nào ở Đồng Tháp muốn xem trực tiếp cái mẫu xe này thì có thể là trước khi đến showroom thì nên báo với Bảo trước để Bảo có thể chuẩn bị cái mẫu xe và màu sắc cho anh chị mình cùng xem ha. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video này hay, nhờ anh chị có thể chia sẻ cho bạn bè mình cùng xem. Ngoài ra thì nếu thấy thích, em có thể là đăng ký kênh của em để theo dõi những cái lái thử và cái trải nghiệm của về các mẫu xe của Hyundai, hoặc có thể là cái báo giá hàng tháng cho anh chị mình được nắm ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo về những cái dòng xe của Hyundai.